Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Mai Văn Công, 31 tuổi và Mai Văn Quốc, 22 tuổi, cùng chú quận Sơn Trà. Trước đó, hai anh em Công và Quốc tổ chức ăn nhậu tại nhà và có gây dối với nhà hàng xóm. Nhận tin báo, Công an phường Nại Hiên Đông cử cán bộ xuống hiện trường giải quyết vụ việc, thì Công và Quốc đã có lời lẽ xúc phạm, không hợp tác và thách thức lực lượng công an quốc dùng tay kẹp cổ cán bộ để công đấm đạp vào người chiến sĩ công an sau đó công an phường đã tiến hành khống chế đưa các đối tượng về trụ sở công an phường để xử lý